Xin chào các bạn, hiện mình đang đứng trước cổng trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên, một ngôi trường với 60 năm xây dựng và phát triển. Còn gần một tháng nữa là các bạn khóa K37 trung cấp và K16 cao đẳng sẽ về trường nhập học. Chắc hẳn nhiều bạn sẽ thắc mắc về khu ký túc xá của nhà trường có gì. Vậy hôm nay sẽ theo chân mình cùng tìm hiểu khu ký túc xá của nhà trường nhé. Let's go! Let's go! Xá của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên được chia làm 3 khu, 2 khu dành cho nam và 1 khu dành cho nữ, với tổng số 66 phòng và sức chứa mỗi phòng là 8 đến 12 người. Khu ký túc xá nam của nhà trường được chia làm 2 dãy nhà số 3 và dãy nhà số 6. Cả hai dãy nhà này đều là 3 tầng và có tổng số là 43 phòng. Các phòng đều khép kín và được trang bị đầy đủ các trang thiết bị. Ngoài ra còn có hệ thống Wi-Fi để chúng ta có thể sử dụng học tập và giải trí. Nói nhỏ với các bạn nhé, hai dãy nhà này rất là gần khu giảng đường nên các bạn không lo bị đi học muộn. Nào chúng ta cùng đi tìm hiểu một phòng ở ký túc xá nhé. Tất cả các khu ký túc xá đều được bảo vệ nghiêm ngặt, kiểm soát người ra người vào. Các bạn học sinh sinh viên luôn nhận được sự quan tâm chu đáo của các thầy cô phòng công tác học sinh sinh viên, bảo đảm chất lượng và của các giáo viên chủ nhiệm và cố vấn học tập. Đây là khu ký túc xá nữ của nhà trường với tổng số 23 phòng, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị và cũng khép kín như bên ký túc xá nam. Khu ký túc xá này còn riêng biệt với khu ký túc xá nam nên an toàn cho các bạn nữ. Các bậc phụ huynh yên tâm nhé. Ngoài ra, khu nội trú của nhà trường đã được trang bị đầy đủ các máy tập thể dục xung quanh khuôn viên, có sân bóng chuyền, sân cầu lông, sân bóng đá, bóng rổ, nhà gương tập aerobic ngoài giờ sau những giờ học căng thẳng. Vừa rồi mình cùng các bạn đã đi tìm hiểu khu ký túc xá của nhà trường. Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Điện Biên sẵn sàng chào đón các bạn tân học sinh sinh viên về học tập tại trường. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.